giới thiệu với người ca sĩ kế tiếp thì Minh Phương cũng được xin remind, nghĩa là xin nhắc nhở với các thí sinh là cái chấm điểm là 10 điểm tối đa cho giọng ca của mình, 5 điểm cho phong cách trình diễn và 5 điểm sẽ là cho cái trang phục của mình. Minh Phương xin phép chỉ nhắc lại sơ qua thôi. Và tiếp tục chương trình, Minh Phương lại xin phép là giới thiệu đến quý vị một thí sinh được mang tên Hồng Duyên với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu của nhạc sĩ Phú Quang. Chúc Hồng Duyên nhiều may mắn nhé. Hồng Duyên xin kính chào ban tổ chức, ban giám khảo và tất cả quý vị khán thính giả của đài Global TV. Nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu do nhạc sĩ Phú Quang, mời quý vị lắng nghe. Em dù gì, lời dù cho đã nuôi, đã nuôi tận nguyện về xa âu. Thank you.
bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưa, là cho xa nhiều đâu phải với mùa thu. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưa, là cho xa nhiều đâu phải với cảm ơn chàng pháo tay của quý khán thính giả. Xin mời em đứng lại để nghe ban giám khảo có ý kiến về giọng ca với bộ đồ dễ thương quá. Vũ Minh Phương xin kính mời giám khảo ca sĩ Ngọc Hà. Thí sinh có một điệu bộ rất là thoải mái và tự nhiên. Có thể là bên trong không biết là có run hay không, tôi không cần biết, nhưng mà ít nhất là giấu được cái đó để cho người chung quanh người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy được cái sự thoải mái để người ta có thể thưởng thức được mình nhiều hơn. Đó là một điều ưu điểm. Ưu điểm nữa là áo rất là đẹp. Có giọng tốt, tuy nhiên cũng có một vài chỗ vẫn là vấn đề pitchy, vẫn không có đúng lên cái cao độ của nốt, hoặc là xuống vẫn không xuống đúng cái nốt của nó, thành ra nó hơi bị lơ lớ tí xíu, nó một bị một chút xíu thôi. Thành ra coi như là mình về mình tập luyện lại và mình nghe lại á, để mình hát đúng thêm những cái chỗ như vậy thì rất là tốt. Xin cảm ơn lời phát biểu của giám khảo ca sĩ Ngọc Hà. Kế tiếp Vũ Minh Phương lại xin mời giám khảo ca nhạc sĩ Vũ Anh ạ. Tôi đồng ý với chị Ngọc Hà một cái chi tiết về đọc chữ của thí sinh vừa rồi. Tôi xin thêm một cái nhận xét cá nhân của tôi là như thế này nữa. Một cái bài hát mà từ đầu đến cuối tôi expect là sẽ nhìn thấy thí sinh trình diễn có những cái điều đặc biệt ở một câu nào trong một cái bài hát nào đó. Thì không thấy, tức là ý tôi muốn nói như này, khi chúng tôi được huấn luyện giọng hát thì các thầy bao giờ cũng nói rằng không phải bài hát nào cũng hay hết mọi câu, nhưng mà nó có những câu làm cho người nghe bắt buộc phải xoáy con tim vào đó. Thì tôi mong mỏi mãi chưa thấy ra được cái câu đó trong bài hát mà chị vừa hát vừa giờ. Ý tôi muốn nói là nó cứ monotone từ đầu chí cuối. Thì trong những cái lần trình diễn tới đó, và những bài hát mà chị sắp xếp cho chị, thì mong có những cái chi tiết đó nó đặc biệt hơn nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn những cảm nghĩ của giám khảo ca nhạc sĩ Vũ Anh. Và kế tiếp Vũ Minh Phương lại xin mời giám khảo ca nhạc sĩ Diệu Hương ạ. Diệu Hương nhận thấy tiếng hát của em là rất là mạnh và rất là khỏe, nhưng mà em để ý lại tất cả những cái điều mà hai giám khảo vừa rồi vừa nói thì chị nghĩ đó nó sẽ tròn vẹn hơn. Xin cảm ơn lời phát biểu thật ngắn gọn của ca nhạc sĩ Diệu Hương. Chị cũng xin cảm ơn Hồng Duyên.